chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và lệch ra phía biển nên thời tiết tại Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng sẽ tiếp tục có sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện vào đêm và sáng sớm, gây giảm tầm nhìn. Khi lưu thông trong thời điểm này thì quý vị nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn. Về nhiệt độ thì biên độ nhiệt ngày đêm tại miền Bắc sẽ trên đà tăng dần. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay sẽ phổ biến ở mức là từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Ngày mai ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La sẽ có nắng sớm và nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các tỉnh này sẽ duy trì ở mức là từ 25 đến 27 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nắng muộn hơn, vì thế nhiệt độ tại đây chỉ dao động ở ngưỡng là từ 22 cho tới 24 độ. Thời tiết tạnh giáo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của người dân trong ngày cúng ông công ông táo. Tuy nhiên, sang ngày 29, ngày 30, khả năng trời sẽ tăng mây ẩm do ảnh hưởng của hội tụ gió ở độ cao 5.000m. Vì vậy, những cơn mưa nhỏ rải rác sẽ xuất hiện cả vào ban ngày. Lui xuống khu vực Trung Bộ, những cơn mưa rải rác sẽ còn có khả năng lặp lại tại các tỉnh Trung Trung Bộ trong ngày mai. Tuy nhiên, lượng mưa được nhận định là không lớn. Sau đó, sang tới ngày 29, ngày 30, khi các hình thế gây mưa suy yếu, mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi, nhiệt độ tăng dần. Từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ đạt mức là từ 23 đến 25 độ. Trong khi đó, tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ nhỉnh hơn là từ 27 cho tới 28 độ. Còn ở các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm, cường độ nắng cũng không khá mạnh, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tại đây sẽ là từ 29 đến 31 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ thời tiết ổn định, mang đặc trưng của tiết trời mùa khô, ngày nắng, ít có mưa, có chăng chỉ là những cơn mưa cục bộ vài nơi. Nhiệt độ ban ngày ở các khu vực này hầu như ít thay đổi. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở ngưỡng là từ 25 đến 28 độ, ở Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ, miền Đông có nơi là 34 độ. Những ngày gần đây về đêm do trời ít mây, hiện tượng phát xạ khiến cho nền nhiệt ban đêm tại các tỉnh thành phía Nam giảm khá thấp. Ở khu vực Tây Nguyên thì trời rét về đêm và sáng, Nam Bộ thì trời lạnh ở một số tỉnh miền Đông và se lạnh ở miền Tây. Trong thời đoạn 3 ngày tới, trời sẽ nhiều mây hơn, do vậy nhiệt độ vào đêm và sáng tại hai khu vực này cũng sẽ tăng nhẹ khoảng từ 1 đến 2 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, từ ngày mai trên biển Đông gồm hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, cường độ gió sẽ giảm dần xuống mức cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6. Cường độ gió giảm thêm trong ngày 29 và ngày 30. Thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, tuy nhiên tầm nhìn xa bị hạn chế do ảnh hưởng của sương mù xuất hiện, tập trung ở khu vực vịnh Bắc Bộ nên tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn. Như vậy, Bắc Bộ sẽ khô ráo trong ngày mai, sau từ ngày 29 tháng 1 sẽ có mưa rải rác, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Trung Bộ giảm mưa và nhiệt độ tăng nhẹ, còn Tây Nguyên và Nam Bộ chế độ nhiệt ẩm ít biến động, phổ biến ít mưa và ngày nắng nhiều. Đến đây thì bản tin thời tiết cuối ngày 27 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!